Hai cha con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo phái do nhà nước quản lý, Bùi Văn Trung và Bùi Văn Thâm lại bị bắt giữ. Trước đó, hai cha con ông này cùng ba người thân trong gia đình đã bị công an huyện An Phú, tỉnh An Giang câu lưu hôm thứ hai ngày 26 tháng 6. Hai cha con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo phái do nhà nước quản lý, Bùi Văn Trung và Bùi Văn Thâm lại bị bắt giữ. Trước đó, hai cha con ông này cùng ba người thân trong gia đình bị công an huyện An Phú tỉnh An Giang, câu lưu hôm thứ Hai, ngày 26 tháng 6. Vụ việc xảy ra lúc 11 giờ trưa, khi ông Bùi Văn Trung cùng với hai người con và hai người cháu trên đường ăn dỗ trở về nhà. Cô con gái của ông Trung, tên Bùi Thị Thắm, bị hai người mặc thường phục bóp cổ đến xỉu và đưa lên xe. Vào khoảng 3 giờ 45 phút chiều cùng ngày, cô Thắm được xe cứu thương của bệnh viện trở về nhà. Hai cha con ông Bùi Văn Trung và Bùi Văn Thâm đều là cựu tù nhân lương tâm được nhìn thấy bị còng tay và đưa lên xe bít bùng, chở đi khỏi đồn công an huyện An Phú vào lúc 6 giờ chiều. Vào chiều ngày 27 tháng 6, cô Bùi Thị Diễm Thúy, con gái ông Bùi Văn Trung, cho Đại Á Châu Tự Do biết. Ngày qua cha đi đang đi trên đường đi đám vỗ, cỡ cách nhà cỡ khoảng 7 cây số. Đi về thì có một số công an bằng đồ đường phục có, rồi bản đồ sắc phục có, có một xe giao thông. Đó thì ngừng xe là cha đang chạy, em thì chở cha, với một người em gái là bắt đầu là họ nhào tới là họ thúc ké họ giặt, họ họ, họ hốt luôn chứ họ không có nói gì chứ hồi sáng hôm nay á, là công an nó lợi nó đưa giấy thông báo là nó cho mình hay là tạm giam cha ở huyện An Phú còn em mới tạm giam ở châu đốc. rồi nó cho là biết là thằng em á bùi thân thâm á là tội uh, chống người thi hành công vụ và gây gói trật tự công cộng. còn uh, ông cha thì uh, gây gói trật tự công cộng Mà khoảng hai. Xin được nhắc lại, anh Bùi Văn Thâm bị bắt hồi tháng 7 năm 2012 và bị kết án 30 tháng tù với tội danh chống người thi hành công vụ. Ông Bùi Văn Trung bị bắt vào tháng 10 năm 2012 và bị kết án 4 năm tù cùng với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Việc hai người bị bắt được nói có liên quan đến hoạt động thành lập đạo tràng, khuyến khích các đạo hữu khác tu học theo giáo lý mà Đức Huỳnh Giáo Chủ truyền dạy. Những người theo đạo Phật giáo Hòa Hảo không theo phái được nhà nước lập nên nói những người của chính quyền không tuân thủ giáo lý chân truyền và các thực hành đạo pháp chính thống